Bay về đâu thấy chẳng ngon, chẳng ngon.
lời chú cũng có nhớ nhà không, sao như cháu thấy chú đang xuống trường năm em giống ngày đa. Hồi ơi em hỏi trăng non hay già, nghĩ năm rồi nghĩ sẽ giống ngày đa. Hồi ơi em hỏi trăng non hay già, còn đàn chim nhỏ ở trên đỉnh trời bay về đâu thấy chẳng rõ. Chàng ơi bà ơi chú có nhớ nhà không, sao như cháu thấy chú đã xuống trần. Thì năm rồi nghỉ bên giống cây đa. Hồi ơi em hỏi trăng non hay già, thì năm rồi nghỉ bên giống cây đa. Hồi ơi em hỏi trăng non hay già, năm rồi nghỉ bên giống cây đa. Hồi ơi em hỏi trăng non hay già, thì năm rồi nghỉ bên giống cây đa. Hồi ơi Không biết bao nhiêu không?
thi quốc phục tài năng tại chùa Liên Hoa. Rồi giải là 200 đồng. Em Gia Khánh Lê, em Gia Khánh Lê đâu, em đâu, đâu, trời, xuất sắc vậy đó hả? Rồi ok, rồi chúc mừng ba mẹ con ha, và chúc mừng ba mẹ con, chúc mừng con, congratulations.